Xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác chiếc xe địa hình hãng Phantom Sportman khung carbon toàn phần. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe. Đây, có thấy chiếc xe lốp sơn còn khá là đẹp, bóng và sáng. Đây là những đường vân của carbon đây. Đây là đường từng lớp che xích đỡ chạm vào bên dưới nhá, đỡ bị xước xe. Lâu nay em chưa thời gian tháo ra để nguyên. Các bác nào về dùng thì có thể tháo ra hoặc là để nguyên cũng được. Đây là thông số của khung xe đây. Và đam bi 17,5 size. Rồi có thêm 2,5 tức là xe khung size. Xe khung size em đo từ trục lên là 45, hợp cho bác size từ 1m6 đến 1m7. Lớp sơn gần như còn nguyên. Dây âm sườn. Bộ sóc. Dốc sốc thì các bác biết là hãng tên tuổi của Mỹ, chuyên sản xuất sốc khá nổi tiếng. Các bác có thể lên Google tham khảo thêm. Bộ chuyển động Alivio. Alivio là bộ chuyển động đứng trên hướng thứ tư từ dưới lên trên Atus, Touray và Acera, khá là tốt. Phổ phốt và yên đều hãng Uno. Các bác biết là hãng Uno này là chuyên sản xuất dòng nhôm siêu nhẹ. Đây, có vài lúc sức nhỏ không ảnh hưởng gì nữa. Yên xe của hiệu VTEC cũng là thương hiệu nổi tiếng luôn, cũng còn rất là mới. Đằng sau thì hơi sờn chỉ một chút, nhưng mà còn nguyên bản của xe. Đây cọc yên Uno đây bác, bác thấy. Xe có bộ chuyển động gói búp Alivio luôn. Sạc đĩa Alivio. Đời Atus. Xe được trang bị với 9 tầng lip, 3 đĩa và 27 tốc độ. Lip Novatec. Và các bác biết hạng hiệu Novatec này là thương hiệu đứng đầu về lip, khá là nổi tiếng rồi. Không có gì xa lạ, các bác có thể game Google để xem chi tiết. Lốp 26 nhân 9,5. Lốp khá là còn mới. Đấy.
cũng chuyển động rất bon bon đấy. Xe carbon toàn phần. Sốc dầu, gốc sốc, bộ chuyển động Alivio, rút, Shimano, Lip, Novatec. Vâng, em xem lên bộ chuyển động của xe đây, lên Lip rồi, rất êm và mượt mà. Xuống lít rồi. Quay sang bên phía chuẩn bị của đĩa xe. Lên đĩa. Rồi. Xuống đĩa. Xe rất bon. Vâng, xe với giá là 7,5 triệu, rất tốt trong tầm giá với cái sử dụng chiếc xe full carbon, bộ chuyển động Alivio và sốc dốc Lip Novatec, cọc yên cốt yên Uno siêu nhẹ, rất tốt trong tầm giá luôn, 7,5 triệu dành cho các bác nào, bao ship toàn quốc cho các bác. Vâng, các bác nào quan tâm thì xin nhắn tin Zalo cho em 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh để theo dõi những chiếc xe bọn em cập nhật thường xuyên. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào.